Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở thực hành toán lớp 2. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài luyện tập chung. Tất cả những cái phép tính này chúng ta làm bên tay trái qua phải. Giờ ta lấy 17 ta trừ cho 8 là bằng 9. 9. 9 ta cộng cho 26 bằng 35. Sáu cộng tám là bằng 14. 14 là cộng với 4 17. 34 11. Bước 1 ta nhớ 1. 6 11. 35 mà ta trừ cho 8 là bằng 27. 27 ta trừ 9 là bằng 10. 18. Bài này 26 ta trừ cho 54, ta cộng 70. 26 nhỏ hơn con 54 nên chúng ta không trừ được. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng có một cái phép gọi là tính chất kết hợp. Ta lấy 26, ta cộng cho 70 trước rồi ta trừ cho 54 sau. Được không? Ta lấy hai con này chúng ta cộng nhau. Rồi. Ta cộng nhau rồi sau đó ta trừ cho 54. 26 là ta cộng cho 70. Như vậy là 6 96. 96 ta trừ cho 54 bằng 6 trừ 4 cộng 2 42. Bài này 15 mà ta trừ cho 6 là cộng 9. 9 ta cộng với 21 nghĩa là bằng 30. Này 50 ta trừ cho 27 3 23. 23 mà ta trừ cho 20 nghĩa là bằng là 3. Bài số 2 tìm x. Đây là cái tổng. Tổng thì chúng ta sẽ lấy muốn tìm số hạng cho biết, ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết. Tổng là 100 trừ đi số hạng đã biết 42 x bằng 8, như vậy là 58. Bài này là dấu trừ thì đây là số trừ, muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ ta trừ đi hiệu. Năm mươi bốn ta trừ cho 29, 4 nó trừ cho 9, 14 nó trừ 9 bằng 5. 5 trả 1 nghĩa là 25. Bài số 3. Thùng thứ nhất chứa là 55 lít nước. Chứa ít hơn thùng thứ hai là 15 lít. Hỏi thùng thứ hai chứa được bao nhiêu lít nước? Chúng ta thấy không phải là lúc nào chúng ta thấy chữ ít hơn là chúng ta trừ ra đâu. Rồi, bài này người ta họ cho là cho ngược. Thùng thứ nhất là chứa 55 lít nhưng mà nó là ít hơn cái thùng thứ hai là 15 lít. Như vậy thì chúng ta phải cộng, được không? Ta lấy 55 ta cộng 15. Số lít nước thùng thứ hai chứa được là số lít nước thùng thứ hai chứa được là 55 trừ 15. Ôi xin lỗi, cộng chứ. Mai giống nhầm nào. 50 không nhớ 1 70 lít. Đáp số bảy mươi lít nước. Đọc qua bài số 4.
Hình vuông có bao nhiêu hình tứ giác? Đó là các tứ giác. Rồi, một hình nè, hai hình nè, rồi ghép cái hình này lại nha. Ghép cái hình này lại là hình thứ ba nè, rồi ghép cái hình này lại là hình thứ tư nè, rồi cái hình ở ngoài này nữa, được không? Cái hình ở ngoài này nữa là hình thứ năm nè, hình ở ngoài là này nè. Hình tứ giác là hình có bốn bốn cạnh, được không? Rồi liệt kê. Thứ nhất là I O K D. I O K D. Rồi hình thứ hai là O B C K. O B C K. Rồi hình thứ ba là A B C K. A B C K. Rồi hình thứ tư là A B C D. A B C D. Và hình thứ năm là A B C D. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy. Này là ghi số 5 chứ. Của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.